Đây là tượng vua Quang Trung ở trong bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ở nhà xem ở bên trong này trưng bày rất là nhiều những vũ khí ngày xưa mà nhà anh em Tây Sơn đã đi đánh giặc, và rất là nhiều hiện vật cũng như là những cái bức tranh kể lại câu chuyện lịch sử vua Quang Trung đi đánh giặc như thế nào. Đây là bên trong bảo tàng Quang Trung, mình có thể thấy là họ trưng bày trang trí rất là đẹp. Ở trong này còn có cả những bức tranh và những quyển sách mà còn viết cả chữ nôm như thế này, những cái bản đồ mô tả những cái trận đánh của anh em nhà Tây Sơn đúng rồi.